Mẹ già cặm cụi sớm hôm, kiếm đồng tiền lẻ nuôi con nên người, lâu ngày thành trẫn con ơi, tương lai con có sáng cười được không? Những câu thơ trên là để bình về một clip về một cụ già bán rau kiếm sống đang được lan truyền trên mạng mấy ngày qua. Và clip này đã lấy nước mắt của không ít người khi xem. Ở tuổi gần đất xa trời, cần được con cháu phụng dưỡng, một cụ bà ở Thái Bình thì vẫn phải bán rau hàng ngày để kiếm 10.000 đồng nuôi sống bản thân. Đã ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng bà cụ này thì vẫn phải mưu sinh bằng công việc bán rau. Có lẽ những bó rau này Cụ đã là tất già cả nhưng vẫn nguồn phải mưu lao động sinh mà để bà kiếm có. sống. Theo tác giả Tôi thấy clip sốc Nguyễn Thành thương Nam, sao. bà cụ hiện đang sống ở huyện Tiền Hải, Thái Bình. Sau khi bán hết rau, cụ lại lủi thủi một mình với căn nhà mái ngói cũ kỹ và ăn bữa cơm đạm bạc. Hẳn nhiều người sẽ thắc mắc là với 10.000 đồng kiếm được mỗi ngày thì bữa cơm của cụ có gì? Khán giả có tên Facebook là Pin Yếu bình luận: "Tôi đã khóc khi xem đoạn video quay khi cụ đang bán rau. Làm ơn ai biết địa chỉ của cụ thì mách giùm tôi được không? Tôi muốn giúp đỡ cụ phần nào đó. Nhìn cụ như bà nội tôi, nhìn cụ mà tôi rơi nước mắt. Tôi cũng là người Thái Bình nhưng ở huyện Hưng Hà và tôi sẵn sàng về thăm cụ khi có ai đó nhắn giúp tôi địa chỉ ở nhà cụ." Có nhiều khán giả thì nhắn rằng là cuộc đời còn quá nhiều mảnh đời bất hạnh, lại trời lại Phật phù hộ thương cho những người nghèo đói có cơm ăn áo mặc, đỡ vất vả khổ sở như thế này. Sống đơn độc như vậy chắc cụ buồn lắm, mong rằng sẽ có những tấm lòng vàng quan tâm sẻ chia với cụ, mong cụ mạnh khỏe. Hay clip này thực sự rất ý nghĩa và chạm tới trái tim người khác, không thể cầm được nước mắt khi thấy cảnh cụ bà khóc. Vâng, và chúng tôi cũng xin cung cấp thêm thông tin là người quay clip này thì chỉ mới có 20 tuổi. Bạn trẻ này có tên là Nguyễn Thành Nam. Mọi người biết đến Nam như là người giải mã các màn ảo thuật trên mạng xã hội. Và chúng tôi đã kết nối với Nam để tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện đằng sau clip cảm động này. Vâng, xin chào bạn Nam. Bạn có thể nói rõ hơn về hoàn cảnh của bà cụ cũng như là mục đích quay clip này được không ạ? Thì trong một lần đi qua khu chợ thì tôi có gặp bà cụ bán rau, sau đó về tôi cũng có suy nghĩ và quyết định quay lại tìm và giúp đỡ cụ. Thì hoàn cảnh của cụ thì nói chung là cũng khá vất vả, hoàn cảnh khó khăn, ở nhà một mình thì cũng khá nhiều lần ra tìm cụ, nhưng đến lần thứ 5 thì mới gặp được cụ. Cụ thì nói chung là bị nạn tai nên là nhiều khi hỏi cũng không thể trả lời hết được. Tôi chỉ biết là cụ là sống một mình thôi. Khu mà cụ ở thì nó cũng cách khá xa khu dân cư bởi vì cô lập ở một chốn. Và tôi quyết định quay lại clip để giúp đỡ cụ, chia sẻ cho tất cả các bạn hiểu về hoàn cảnh của cụ, cũng như là gửi đến các bạn một thông điệp là hãy giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương xung quanh bạn. Sau 2 tuần đăng clip thì có rất nhiều bạn hỏi địa chỉ của cụ để giúp đỡ, nhưng cụ đã được một số nhà hảo tâm giúp đỡ Cư Mang. Thì để dễ hiểu hơn thì cụ được Cư Mang một cách đúng nghĩa giống như là một thành viên trong gia đình. Vâng, thật ấm lòng khi biết bà cụ đã có người cưu mang giúp đỡ và thông qua clip đầy tính nhân văn về cụ bà bán rau đáng thương ở Thái Bình làm hàng ngàn người bật khóc. Thì bạn Nguyễn Thành Nam muốn gửi gắm đến thông điệp là hãy giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương xung quanh bạn. Hãy cố làm một người tốt dù bạn không bằng ai. Là một người trẻ tuổi nhưng mà Nam đã có được suy nghĩ sâu sắc về tình người và sự chia sẻ quả thật đáng quý. Và xin một lần nữa cảm ơn Nguyễn Thành Nam.